Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Cái bên phải đường chúng ta thấy có cái biển hiệu giao thông đi chậm, chú ý quan sát. Chúng tôi dừng xe ở đây và nói một câu rất vui: đi chậm và chú ý quan sát. Ngoẹo ngay vào bên phải, đó là nhà vườn Sơn Lâm. Nhà vườn Sơn Lâm chuyên mua bán cây cảnh bonsai, chậu kiểng các loại. Địa chỉ xã Cát Tân, huyện Phù Cát, Bình Định. Và đây là ba số điện thoại của các anh để chúng ta tiện việc giao lưu. Số của anh Hơn, số của anh Sơn và anh Hùng. Vâng, Đỗ Sinh mời anh em chúng ta cùng nhau đi vào tham quan không gian vườn anh, nhà vườn Sơn Lâm. Đặc thù chung thì đây là một vườn mà chủ lực vẫn là những cái tác phẩm ruối rất lớn, những cây hàng khủng. Rồi, chúng ta ngắm luôn từ cái bệ thứ nhất ngay ở bên tay trái cổng vào. Đó. Và tôi sẽ đi bên soi ở bên trái trước theo lối cổng vào nhé. Với những cái bệ ruối khai thác, có những bệ còn ngậm những cái viên đá rất đẹp và đã nhè giữ chặt viên đá rất tuyệt vời như thế này. Và đây tiếp tục này. Đấy, có những cái bệ ruối trồng cái cốt bệ đẹp quá. Đấy, ruối khai thác thì tuổi đời thì chúng ta khỏi phải nghĩ đến rồi, mà thậm chí còn khó đánh giá là bao nhiêu tuổi, bởi vì ở trên rừng mà lôi về đây chơi thì ai mà khẳng định được. Nhưng mà với những cái bệ ruối khủng như thế này thì không thể nói là ít tuổi. Vâng, anh em tôi, mấy anh em đi trước. Và chắc là người ra đón đây là Đỗ Sinh rồi. Dạ. Vâng, xin chào anh nhà vườn Sơn Lâm. Dạ, dạ, chào bác Đỗ Sinh. À, mời bác Đỗ Sinh vô thêm vườn. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Chúng tôi đang đưa đến hình ảnh rất nhiều những cái bệ ruối khủng của vườn nhà anh. Đây là cái mô hình mà chuyên xử lý, đem lại cái sự sống cho những cái bệ ruối khai thác về đây. Thì tôi khẳng định là trong này ở Bình Định ấy, là các anh có một cái kỹ thuật rất cao và nhiều nơi còn phải điện đến để học hỏi. Đó là sau khi khai thác ở trên núi về thì làm sao để cho những cái bệ ruối nó an toàn, nó bao sống như thế này. Và không phải là những cây nhỏ đâu, những cây tầm cỡ lớn như vậy. Đấy. Và đặc biệt vườn nhà vườn Sơn Lâm còn giao lưu những cái loại mẫu chậu. Đây là ba cái chậu cùng một đồng loại để chúng ta có thể alo đến. Nếu các bạn muốn sử dụng thì nhà vườn cũng có thể cung cấp cho các bạn luôn. Và đây là những cây ruối mà cũng rất là độc đáo này. Cháu đứng ở giữa cái cây ruối này, cho ông đứng vào đây. Đứng vào đây xem nó cao đến đâu để ông so sánh với cây ruối.
Đấy, cháu đứng vào đi. Đứng vào chỗ này. Đấy, cháu đứng ở đây cho ông nhỉ. Để ông so sánh xem. Được rồi, đứng vào đây. Nào. Thế này nhá, để ông chụp kiểu ảnh này. Đấy, cháu bé đứng vào cây dưới rất đẹp này. Rồi, cháu đang có cái con gì đây? Dạ, cháu đang có con sóc. À, con sóc à? Dạ. Ôi, cháu thích chơi cái sóc thế. Dạ. Nhanh như sóc ấy, nếu mà đánh rơi xuống nó chạy mất đấy nhỉ. Dạ không, con nuôi từ trưa mở mắt. À, nuôi con sóc này từ lúc trưa mở mắt. Dạ. Bây giờ nó quen với cháu rồi. À, có đuổi nó không đi được nữa. Dạ. Nó cứ ở với cháu thôi đúng không? Dạ. Ôi, ngoan quá. Dạ. Đấy, chúc mừng cháu nhá. Dạ, con rồi. Chào bác. Ừ. Đây là một cây dưới đây. À, chúng tôi thấy có cái nét rất hay ở cái chỗ là không biết là cái này là ngọn hay là gốc. Ừ. Đây thì khẳng định là bên này là gốc rồi. Thế còn cái này là rất nghệ thuật ở đây. Có lẽ toàn bộ đây là rễ các bác, chứ không phải thân cây. Và dưới thì rễ ra đến đâu mọc mầm đến đấy, đó là chuyện bình thường. Và với cây dưới này ta có thể kết hợp sau khi làm bông tay xong có một cái tiểu cảnh gì đó này rất là hay. Và đây là những cây mà đã tương đối hoàn thiện. Cây này đẹp này. Vâng, và tôi có tham khảo qua nhà vườn Sơn Lâm. Anh ơi, cây dưới này bây giờ mà giao lưu thì giá khoảng bao nhiêu anh? Bảy chục à? À, cây như thế này mà 70 triệu đấy các bác ạ, rất là hấp dẫn luôn nhá. Rồi, thế còn mỗi cái bể này là giá bao nhiêu anh? Cái bể này cả kỷ dưới này. Vâng. À, mới ở Huế đem về đây. Nhưng mà các anh đem về đây để bán đấy chứ? Đem đỡ vô coi. À, để vào cây ở đây. Dạ, dạ. Thế nhưng mà ngoài biển cái tôi ghi thấy là giao lưu cả chậu cảnh mà. Cũng bán chứ. À, cũng bán luôn. Dạ, à, đấy. Tức là vừa kết hợp đem về dùng và bán. Dạ, dạ. Ok rồi. Đấy. Cháu này là con nhà anh à? Nhỏ hàng xóm. Hàng xóm. Tôi vừa chụp nó một cái ảnh rất đẹp với một cái cây dưới ở đây. Đó, hàng xóm mà vào. Đấy, có. Nó có đôi, ôi giời, hai con này cháu. Dạ. À, nãy một con, giờ thêm con nữa. Ờ, được rồi, chúng ta đi với cái tiếp những cái gốc dưới sau này, đẹp quá này. Đây là một cái cơ sở rất lớn nha. Các bác mà yêu thích những cây dưới, những cây bệ dưới, có thể đưa về vừa tiếp tục chơi, vừa tiếp tục tạo tác để có những cái tác phẩm đẹp hơn. Xin mời đến với Sơn Lâm. Và đây cũng là một cái tác phẩm dưới cũng gây dấu ấn đấy. Cái chậu này các anh, trước hết là cái hình làm nó là ngã ba đấy. Bởi vì cây dưới cũng phải có cái hình dáng đó để làm cái chậu theo nó đấy. Lượn vòng ra này, sau đó cắm một chân xuống ở đất. À, có thể gọi là kiềng ba chân. Và bên này một chân nữa. Và nếu là hoàn thiện thì nhìn cũng hay. À, còn về thời gian khá dài để định hình tay bông, sau đó còn làm tán nữa. Cây này cũng ổn rồi. Cây này đã xong rồi đây.
chỗ này chúng tôi thấy có mấy cây lộc vừng. Những cây lộc vừng cũng có cái nét riêng, gốc rất to nhưng mà ngọn nhỏ và đổi hướng liên tục. Uốn từ bé này, đây là những cái uốn sau. Còn cái gốc nguyên bản rất là già như này. Ôi giời, mấy cái phôi dưới này đẹp quá nhỉ. Và cứ như thế này thì làm cũng đã nhanh thôi. Sau khi đã có video, có số điện thoại của chủ vườn, có địa chỉ, chính đây là cái điểm đến để anh em chúng ta tìm đến những cái bệ dưới lớn. Ngoài ra còn có những cây bằng lăng. Và đây là cây túc này. Cây dưới tầm nhỏ. Ui giời, cây dưới đẹp không? Tôi ngắm sâu phía trong những cái tay cũng to lắm rồi đấy. Đây là anh đang để tùm chưa lọc. Và đây tôi thấy anh nhà vườn Sơn Lâm còn có cái cây cóc này. Đúng là hình thú luôn. Hai chân sau này. Trước. Đấy, cổ cất cao lên và thân và đuôi giống thế nhỉ? Rất giống bác ạ. Rất giống hình thú. Vâng, cây cóc này mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh chủ vườn Sơn Lâm ơi? Cây cóc này giá giao lưu là 80 triệu. Vâng, giá 80 triệu các bác ạ. Rất giống hình thú và các anh có đặt tên nó là như con lân. Như gì? Như một con lân. À, con lân. Yes. Rồi. Cũng được. Giống con kỳ lân. Và hay đấy. Và quắc ghép cọc thái quả khối ở đây rồi này. Giá 80 triệu. Và nói về cóc thì bên này còn một cây cũng rất là to nữa. Cây này thì bao nhiêu tiền anh? 160. Bao nhiêu ạ? 160. 160 triệu. Và cuối sổ đằng xưa còn có những cái phôi dưới. À, đây là một cây dưới cũng tạm hoàn chỉnh rồi, cũng ổn rồi đây. Đấy, tầm nhỏ này, một người bê được. Cái này anh có báo giá không anh? Cây dưới xinh xinh nhỏ nhỏ này. Có. Cái này bao tiền anh? Cả đó chục triệu bác. Chục triệu à? Dạ. Được.
Đấy, cái này là chơi ngon lành rồi, rất là quái này. Đấy, đặt nốt cái tán chỗ này đã xong, ra nhanh đâu mà. Và ngoài ruối và lộc vừng, Đỗ Sinh đã chia sẻ với các bạn ở vườn Sơn Lâm thì còn cái dòng cây nữa, đó là cây bằng lăng. Đấy. Đấy. Bằng lăng nâu, lung lực. Và lên lù rất nhiều. Và đó, bóng là lùn lực. Cái này sau khi cởi cát ra có khi nó còn bệ nữa, nó nữa dưới. Còn sâu nữa đúng không? Rồi. Rồi. Đây là có hai thân này, hình núi. Với giá như một cái bệ này thì bao nhiêu anh? Dạ, bán giá ra là 70. 700 triệu. 70. À 70 triệu thôi. À thế thì đồ bể to thế nhỉ? Cái này khéo chậu lục giác này bao nhiêu? Lọt lòng 2 mét. Lọt lòng 2 mét để đựng một cái bệ bằng lăng như thế này. Bằng lăng tím. Rồi. Giá 70 triệu. Tuyệt rồi. Vâng, với cái chia sẻ hình ảnh của vườn cảnh Sơn Lâm, chúng tôi đã gửi đến hình ảnh chung của một cái tổng thể vườn rất lớn, chủ lực là những bóng ruối to, cao để các bạn giao lưu. Và Đỗ Sinh xin khép lại chương trình tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại.